Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Lê Dương Bảo Lâm trình diễn cực cháy khẳng định không hát nhép. Lê Dương Bảo Lâm là một diễn viên hài được nhiều khán giả nhớ mặt đặt tên khi luôn thể hiện sự hài hước, nhiệt tình, không ngại lăn xả. Hơn thế nữa, anh cũng được biết đến là ông chủ mát tay khi cùng vợ kinh doanh online phát đạt. Chưa dừng lại đấy, Lee Min Ho Đồng Nai còn khiến dân tình thích thú với vai trò mới khi thường xuyên cầm mic ca hát. Mới đây, trong một buổi fan meeting của Hoa hậu Thùy Tiên, đàn anh Dương Lâm chính là gương mặt vinh dự được nàng hậu mời tham dự. Không nằm ngoài sự mong đợi khi anh quăng miếng hài cực mặn với nhiều phát ngôn thú vị. Đặc biệt chính là màn trình diễn liên tiếp hai bài hát vui nhộn khiến hội trường như nóng lên. Nam diễn viên hát cực hăng say kèm theo nhiều động tác vũ đạo nóng bỏng. Chính sự hài hước và lăng xả của Lê Dương Bảo Lâm mà bữa tiệc của đàn em càng thêm ấn tượng và ý nghĩa. Anh cùng Hiếu Thứ Hai góp vui tại chương trình của đàn em. Lê Dương Bảo Lâm được biết đến là một người vui tính và không ngại lăng xả. Anh nhiều lần thể hiện niềm đam mê âm nhạc khi rủ đàn em về nhà song ca. Anh và Thùy Tiên giao lưu trên sân khấu một cách vui nhộn. Sau một lần hợp tác chung, cả hai giữ mối quan hệ thân thiết. Trước màn trình diễn hăng say của anh chàng đến từ Đồng Nai, một bộ phận khán giả dành cho anh sự ủng hộ tuyệt đối, không chỉ thế còn không ngần ngại hò hét và hòa nhịp theo. Tuy nhiên, làm sao tránh khỏi những ý kiến trái chiều. Dù vậy, Lê Dương Bảo Lâm chỉ đơn giản muốn đem tới những giây phút giải trí và tận hưởng cho những người yêu quý mình. Anh cháy hết mình với khán giả và âm nhạc, rất đông khán giả ủng hộ anh với màn trình diễn này. Anh còn quăng áo xuống khán đài cho khán giả. Dưới phần bình luận, ông bố ba con không quên nhấn mạnh bản thân toàn hát live, không hát nhép như một cách tôn trọng khán giả và thể hiện giọng hát của mình. Bên cạnh đấy, anh cũng dí dỏm tiết lộ để có được tiết mục hát cháy hết mình như thế là cả công sức và tiền bạc không hề nhỏ. Vì thế, Lê Dương Bảo Lâm sẽ đón nhận nó theo một cách vui vẻ và tích cực nhất. Thùy Tiên ủng hộ đàn anh nhiệt tình, liên tục lắc lư. Anh cũng không ngần ngại tiết lộ chi phí cho show đầu tiên. Dù chỉ mới cầm mic làm ca sĩ, nhưng Lê Dương Bảo Lâm đã có nhân vật fan khủng chính là Hoa hậu Thùy Tiên. Trong một phân đoạn được quay, người đẹp không ngừng lắc lư theo nhạc hay hú hét liên tục để ủng hộ cho sự tự tin của đàn anh. Có thể thấy không bàn về khả năng giọng hát, nhưng nhờ sự duyên dáng và hài hước mà Lê Dương Bảo Lâm đã phần nào chinh phục được khán giả, trong đó có cả nghệ sĩ Việt. Lê Dương Bảo Lâm cưng chiều bà xã, chạy quảng cáo thể hiện tình yêu. Trong một chương trình truyền hình, Lê Dương Bảo Lâm từng chia sẻ về hành động nếu thấy có người khác tán tỉnh vợ mình. Nam diễn viên sẽ cho cả thế giới biết vợ chồng anh đang hạnh phúc. Chủ nhân ca khúc Sao Hay Ra Dẻ Quá tuyên bố, hễ thấy ai tán tỉnh vợ tôi là tôi đè vợ ra hôn rồi chụp hình đăng lên Facebook luôn. Sau đó tôi sẽ bỏ tiền mua 15.000 like, chạy quảng cáo mất 50 triệu nữa để cả thế giới biết vợ chồng tôi đang hạnh phúc. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.